Xin chào các bác nhé. Đấy, tiếp tục em lên đây nha các bác. Con đền ông nhé. Con này là con 39. Con đền ông tu lơ. Con này mã nó là 77S các bác nhé. Đấy, tu lơ 77S. Con này thì Thực ra cũng cho thấy một cái nghịch lý gì đây là đó đài của nhỉ? nó này. Thực ra nếu mà chúng ta xoay chiều lại những năm gần đây á, thì điểm chuẩn của cái tổ hợp nó đã càng ngày càng tăng lên. Nó cái này Thì là vừa em cắm rồi tạm để thì bắt các em bạn nhá. nhìn thấy là Còn có về những các bạn bác 29 dùng điểm chuẩn, nó nhưng thực ra là năm trước dùng cái thì nào nó dài ra thì một đằng sau số nó khỏe ngành ở hơn. trường khoa học xã hội và nhân văn của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng là đến 30 điểm Đúng rồi. và hơn 30 điểm. Thế điều đấy có nghĩa rằng là nó không phải là một cái gì đó bất thường, nhưng mà thực sự là nó là cái điều mà nó làm gây Con này cản em của trở nó là cũng như là 90 các cái bác nhé. tâm lý lo sợ. Khi có những bạn như chúng ta đã phân tích trước ấy, là có những bạn giỏi thiên về tự nhiên. À, con này em 108 các bạn. Có 108 này. Đấy, 100 là nó sẽ lên được 108 nhá. Con này là con 77S các bác nhá, của đền ông nhá. Đấy, nó sẽ có 108. Đây 108 các bác nhá. Đấy thì bác nào mà chốt con này thì alo em nhá. Kích thước của nó là dòng size 27 các bạn. Đấy, tức là kích thước của nó này là size 27 cm. Hình thức thì các bác nhìn thực tế nhá. Con nào lấy bác nào lấy con này thì để các bác con này giá là em xả các bác con này giá 490 nhá. Đấy, 490k cho bác nào nhân tay alo ngay cho em. Đó. 490k các bác nhá. Cho con Tuler 77S này. Mọi thông tin đặt hàng thì cứ alo cho em qua số điện thoại là 0966 594581 hoặc số 0979 891682. Một trong hai số thì gọi cho em số nào cũng được, hoặc có thể là qua trực tiếp cửa hàng nhé. Địa chỉ cửa hàng ở số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Vâng, giá 490k. Xin chào các bác.